Nhà máy chế biến thực phẩm PepsiCo Bình Dương được xây dựng vào năm 2007 với hơn 10 năm thực hiện tốt sản xuất snack của tập đoàn PepsiCo toàn cầu. Tọa lạc tại số 345, đường số 2, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Nhà máy tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, AIB. Đặc biệt là hệ thống GES, SMS về an toàn sức khỏe, môi trường áp dụng lên toàn cầu. Tất cả các thương hiệu sản phẩm do nhà máy chế biến thực phẩm Bình Dương sản xuất bao gồm các loại snack như Lay's, Pokka. Với tổng công suất sản xuất 15.000 tấn sản phẩm một năm. Đến năm 2021, bộ máy quản lý và nhân viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến thực phẩm đã phối hợp chặt chẽ với nhau tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp. Với tình hình dịch bệnh vừa qua, yếu tố an toàn về thực phẩm và lao động luôn được nhà máy đề cao hàng đầu. Kiểm soát chặt chẽ lối vào nhà máy, đo thân nhiệt tự động, rửa tay khử khuẩn, khai báo y tế và giữ khoảng cách tối đa. Quy trình tạo ra sản phẩm máy snack khoai tây sẽ phải thông qua các khu vực bao gồm kho nguyên liệu, kho lạnh, khu chế biến, khu sản xuất, khu đóng gói, kho thành phẩm. Tất cả nhân viên đều phải trang bị các vật dụng như khẩu trang, kính bảo vệ, dây bảo hộ, rửa tay khử khuẩn trước khi tiến vào khu vực làm việc và sát khuẩn dây khi đi qua bể ra ven. Sau khi thu hoạch, khoai tây sẽ được vận chuyển tới nhà máy. Khi đến nhà máy, chúng được bốc rỡ và bảo quản trong kho đông lạnh để sẵn sàng chế biến. Khoai được di chuyển bằng xe nâng điện có đèn và tín hiệu cảnh báo để đảm bảo an toàn lao động. Bắt đầu quy trình sản xuất, nhân viên vận hành sử dụng xe nâng điện để chuyển khoai tây ra khỏi kho lạnh và chuyển tới khu nạp liệu. Những củ khoai không đạt tiêu chuẩn sẽ được loại bỏ để đảm bảo chất lượng cao nhất. Khoai đạt tiêu chuẩn sẽ được đưa qua máy rửa để loại bỏ đất cát mịn bám trên củ khoai. Khoai sau khi rửa sẽ được đưa qua công đoạn gọt vỏ. Phần đất cát mịn sẽ được lọc để thu gom riêng, còn nước thải từ máy rửa sẽ được đưa qua hệ thống xử lý nước của nhà máy. Tại công đoạn gọt vỏ, hệ thống máy gọt vỏ tự động tân tiến nhất và đạt chuẩn an toàn giúp cho hiệu quả tại công đoạn này thật tuyệt vời. Củ khoai qua công đoạn gọt vỏ đã được chút bỏ lớp vỏ vàng nhạt của củ khoai, sẵn sàng cho công đoạn kế tiếp. Củ khoai sau khi gọt vỏ sẽ được đưa đến máy cắt đôi và đến khu vực cắt tỉa lỗi trên củ khoai. Tại khu vực cắt tỉa lỗi nếu có trên củ khoai, khoai sẽ được di chuyển trên các băng tải dạng con lăn. Băng tải này được thiết kế vừa đảm bảo an toàn vừa giúp cho củ khoai xoay vòng khi di chuyển, giúp các bạn nhân viên ngồi cạnh băng tải có thể nhìn thấy các lỗi trên củ khoai, nhặt các củ này lên để trên bàn cắt tỉa phần lỗi và thả lại củ khoai vào băng tải. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhân viên sẽ đeo găng tay chống cắt. Tiếp theo, khoai sẽ được đưa đến hệ thống cắt lát. Hệ thống siêu an toàn và tuyệt vời này tạo ra những lát khoai tây siêu mỏng mà không bị vỡ vụn. Tinh bột khoai thải ra từ công đoạn cắt lát và các phần khoai lỗi được cắt ra cũng được xử lý để thu lại tinh bột làm thức ăn gia súc. Các lát khoai tây sẽ được đưa qua máy rửa để rửa sạch tinh bột và đưa đến thiết bị làm ráo để giảm nước trên bề mặt lát khoai trước khi đưa các lát khoai vào chảo chiên. Chảo chiên tự động với công nghệ tân tiến nhất về an toàn và chất lượng giúp cho các lát khoai sau chiên đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng. Bạn sẽ cực kỳ yêu thích các lát khoai vàng ươm, giòn rụm, từ từ được mang ra khỏi chảo chiên tự động này. Bạn cũng sẽ cực kỳ thích thú khi đứng bên cạnh một thiết bị chiên với công suất hàng tấn trên giờ mà không thấy hơi dầu bốc lên nghi ngút, không quá nóng, thay vào đó là thiết bị inox sáng choang từ bên ngoài. Màn hình điều khiển tự động kế bên giúp bạn biết tất cả các thông số của quá trình chiên, nhằm đảm bảo quá trình chiên được vận hành tối ưu nhất để có được chất lượng sản phẩm tốt nhất. Là thiết bị hiện đại nên chảo chiên được thiết kế để đảm bảo khói thải đạt chuẩn thải ra môi trường. Các điều khiển tự động cũng giúp nhân viên vận hành biết được từng loại sự cố hay tự dừng hệ thống khi cần thiết. Sau khi ra khỏi chảo chiên, các lát khoai được đưa qua thiết bị kiểm soát lỗi tự động và công đoạn nhặt miếng khoai lỗi sau chiên. Các miếng khoai lỗi sẽ được loại bỏ hết, chỉ còn lại các miếng khoai vàng ươm, giòn rụ đi đến thiết bị tẩm gia vị. Lại là một thiết bị với model hiện đại nữa về mặt an toàn và chất lượng. Thiết bị này có thể cân chính xác dòng khoai đầu vào. Sau đó cân chính xác lượng gia vị cần tẩm để đi ra khỏi thiết bị là miếng khoai giòn rụ và đậm màu, mùi của gia vị, sẵn sàng để được đóng gói. Khoai tây được đưa đến hệ thống máy đóng gói tự động bao gồm các thiết bị cảm ứng để tắt mở kịp thời khi phải thay bao bì hay khi cần phải điều chỉnh máy đóng gói. Để kiểm tra nhanh chóng chất lượng sản phẩm, phòng lab online đặt gần khu sản xuất để có thể kiểm tra chất lượng sản phẩm ngay lập tức.
Các chỉ tiêu như độ ẩm sản phẩm, hàm lượng gia vị, khối lượng đóng gói sản phẩm, chất lượng đóng gói đều được kiểm tra tại phòng lab online này và phản hồi ngay lập tức cho các bạn vận hành thiết bị tại từng công đoạn. Toàn bộ nhân viên được trang bị tai nghe chống ồn, kính chống giọt bắn, khẩu trang trong lúc làm việc và có lối đi riêng để giữ khoảng cách đúng quy định phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn lao động. Quy trình đóng gói đáp ứng các tiêu chuẩn, sản phẩm được đóng gói kỹ càng và được đóng thùng cẩn thận. Máy đóng thùng tự động có lắp thiết bị cảm ứng tự động tắt mở mỗi khi cần thay băng keo hay khi cần chỉnh sửa chất lượng dán thùng. Sản phẩm được chất trên pallet, vận chuyển vào kho bằng xe kéo tay hay xe forklift với đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn như còi, đèn tín hiệu cảnh báo cho nhân viên trong lúc di chuyển tránh va chạm. Phòng lab được sắp xếp tách biệt với khu sản xuất để đảm bảo kết quả kiểm tra đạt chuẩn, bao gồm 3 phòng: phòng kiểm tra hóa lý, phòng vi sinh, phòng cảm quan. Chức năng của phòng lab vô cùng quan trọng, đánh giá tổng quan chất lượng sản phẩm như các lỗi về ngoại quan sản phẩm, về cấu trúc, về mùi vị sản phẩm để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu trước khi được đóng gói. Phòng lab cũng kiểm tra chất lượng của quá trình đóng gói nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm được giữ tươi mới khi chuyển đến người tiêu dùng. Ngoài ra, phòng lab cũng kiểm tra toàn bộ quá trình sản xuất như hiệu quả của việc vệ sinh, chuyển đổi các sản phẩm bằng các dụng cụ có kết quả nhanh như quay kiểm tra chất dị ứng, quay kiểm tra vi sinh trên bề mặt, chất lượng dầu chiên. Để phòng chống cháy nổ, tràn đổ hóa chất, các hóa chất được sử dụng trong lab được đặt trong khu vực riêng, có hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn khi thực hiện thí nghiệm. Nhà kho chứa đã đóng gói với diện tích khoảng 4.000m², tải trọng tối đa lên đến 1.000kg, sử dụng đèn kết hợp với ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm điện. Nhân viên sử dụng xe nâng có đèn tín hiệu và còi cảnh báo để đưa kiện hàng lên kệ. Được trang bị thiết bị hiện đại, tự động, bình cảnh báo, hệ thống báo cháy được lắp đặt mọi nơi. Lối đi cho nhân viên đảm bảo khoảng cách với các kệ hàng và xe nâng điện, đảm bảo an toàn khi làm việc. Nhà máy chế biến thực phẩm PepsiCo Bình Dương luôn đề cao tính an toàn, các bồn chứa ga, bồn dầu chiên VO, bồn dầu hỏa, bồn nước tái sử dụng được tập kết ở khu vực tách biệt, có khóa và rào chắn cẩn thận kèm các biển cảnh báo nguy hiểm. Giữa các bồn đều có bể chứa tránh trường hợp sự cố bồn bị bể hoặc rò rỉ. Kỹ sư thường xuyên kiểm tra định kỳ các tiêu chuẩn của bồn để đảm bảo chất lượng hệ thống. Hệ thống xử lý nước thải được đặt ở khu vực riêng biệt, trang bị phao cứu sinh, biển báo, rào chắn, khóa cẩn thận. Kỹ sư thường xuyên theo dõi, thí nghiệm mẫu nước thải và đánh giá các chỉ tiêu đạt chuẩn mới cho thải ra môi trường, bao gồm các quá trình vật lý, hóa học và sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm và sản xuất nước thải đạt hạng A được xử lý an toàn với môi trường. Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler hoạt động bởi bồn dầu và bồn nước được trang bị khóa dành cho người có nhiệm vụ đảm bảo giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trước những sự cố có thể xuất hiện từ cháy nổ vào bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Thiết bị báo cháy được lắp đặt ở tất cả các ngóc ngách, không chỉ loại bỏ và hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ mà còn đảm bảo những điều kiện cần thiết để hạn chế cháy lan, dập tắt kịp thời đám cháy. Nhân viên theo dõi kiểm tra định kỳ hệ thống máy móc, chống rò rỉ, sửa chữa kịp thời. Đáp ứng quy chuẩn an toàn, toàn bộ ngóc ngách của công ty đều được trang bị biển cảnh báo và quy định chung cũng như của từng bộ khu vực. Nhà máy đạt được tỷ lệ tai nạn vô cùng thấp, đề cao yếu tố an toàn lao động của công nhân. Camera được lắp đặt ở toàn bộ các khu vực để quan sát và nhắc nhở, động viên nhân viên tuân thủ theo các quy chuẩn an toàn. Công ty luôn minh bạch và quan tâm đến tất cả nhân viên để tạo điều kiện về vật chất lẫn tinh thần đời sống. Công ty thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn, gắn các bảng hướng dẫn sử dụng máy móc, biển cảnh báo nguy hiểm, quy định trang bị đồ bảo hộ nghiêm ngặt, lắp đặt hệ thống làm mát ở các khu chế biến, bố trí khu nghỉ ngơi thoáng mát. Máy rửa tay được lắp đặt ở mọi nơi, đảm bảo vệ sinh trong quá trình làm việc, phòng chống dịch bệnh. Nhà máy chế biến thực phẩm PepsiCo Bình Dương tự hào là nhà sản xuất tốt nhất tại Việt Nam. Sau hơn 10 năm tạo dựng cùng quý khách hàng và các nhà phân phối, công ty đã đạt được giải thưởng EHS, Green Book Award 2018 và 2020. Chúng tôi luôn đề cao về quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn lao động cho công nhân, hướng đến sứ mệnh của PepsiCo Food đề ra, trở thành công ty hàng đầu về sản xuất thực phẩm máy snack.